Ơi, Bon San Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay nhà vườn còn có ba bộ chậu mini luôn nha. Gồm có một tròn và hai chủ nhật. Gồm có ba bộ này, còn có ba bộ thôi. Thì mini thôi. Cái này thì phủ bì là 16 nè. Lọt lòng là 14. Đường kính nha, chậu rất là đẹp. Chậu Bát Tràng, không biết là chậu Bát Tràng hay chậu gì đây mà nó nhìn nó rất là đẹp, nhìn cái chất men nó rất là ổn định và rất là mềm mại, rất là mịn. Đây cái tròn này lên chậu rất là duyên luôn. Đây Sơn có lên chậu cây phù điêu này rất là duyên luôn nha. Sơn lên chậu cây phù điêu này nhìn rất là duyên, chậu mini nhìn rất là đẹp. Rồi rồi phủ bì là 16, lọt lòng là 14 luôn nha. Có chiều sâu thì chắc cỡ tầm sâu chắc cỡ tầm bao nhiêu thôi, sâu cỡ tầm 5 cm, sâu cỡ tầm 5 cm. Rồi đây là chậu tròn và đây là chậu chữ nhật. Đây chất liệu cũng rất là ổn, chất liệu cũng nhìn nó cũng rất là mịn màng và chi tiết thì cũng rất là đẹp. Đây có lỗ để cố định cây rồi luôn. Đây chậu nhìn nó rất là ổn định, cái này mình lên cây thì cũng rất là tuyệt vời, không đến nỗi nào. Rồi phủ bì là 19 năm, phủ bì dài nhất là 19 năm, lọt lòng là 17 nha, lọt lòng là 17, phủ bì ngang là 15, lọt lòng là 12, chiều sâu là cũng là 5, chiều sâu là 5. Đây, cũng rất là ok luôn. Rồi nhà vườn giao lưu một bộ ba cái như thế này là 280k bao ship luôn nha. 280k bao ship. Bao ship bao bể vỡ cho nhà mình luôn. Này thì đóng thùng xốp và bỏ vô trong trấu, chèn vô trong trấu. Chèn vô trong cái trấu sống ấy mình. Thì nó cái độ an toàn và không có cái nào cho nó đụng cái nào cả thì cái độ an toàn nó mới có chứ, là mà nếu mà mình đóng là tơ bơ là quẩn bể bình thường. Ngày xưa nhà vườn bán chậu giao lưu chậu là nó lúc ngày xưa là kinh nghiệm nó còn non á nên bể vỡ rất là nhiều và thiệt hại cũng rất là nhiều luôn. Rồi nhà vườn còn ba bộ nha, mỗi bộ như thế này về mình vô cây mini là tuyệt vời luôn nha. Mỗi bộ như thế này là 280k bao ship luôn, 280k bao ship ba cái mini luôn nha, rất là đẹp. Giao lưu là luôn bộ như thế này nha, 280k bao ship ba cái. Rồi mình xem tham khảo, nếu ông ấy thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình. Rồi giao lưu kế tiếp có mã mình còn ba cái chậu men xanh. Chậu men xanh đây nha. Rất là đẹp. Này. Chậu men xanh. Chậu men xanh nha. Ba cái này là cùng kích cỡ luôn. Ba cái này thì rồi ba cái này là phủ bì cái nói chung ba cái này là một kích cỡ nha. Phủ bì chiều dài là 34, lọt lòng là 30, lọt lòng 30 nha. Còn cái này chiều rộng chiều ngang là 33, ở bên 23
phủ bì là 23, lọt lòng là 19 năm, cho 19 đi, tính 19 đi, lọt lòng là 19. Chiều sâu thì có tầm 6 cm. Đây, chiều sâu là 6 cm. Mỗi cái như thế này thì nhà vườn giao lưu là 200k bao ship luôn nha. 200k bao ship. Nếu mình lấy luôn 3 cái này thì là 500k bao ship luôn nha. 500k bao ship, nếu mình lấy 3 cái thì 500k bao ship. Còn mình lấy một cái như thế này là 200k bao ship luôn nha. Này là cũng 19, 20 nè. Đó, cái này là 30. Đó. Chậu trẹt luôn nha. Oval, kiểu oval. Nếu mình lấy một cái thì là 200 bao ship. Còn nếu mình lấy 3 cái là 500 bao ship luôn nha. Chậu rất là đẹp. Rồi vườn xin qua mẫu này luôn. Vườn xin giao lưu mẫu cuối cùng là chậu gốm Bát Tràng luôn nha. Chậu đất nung Bát Tràng có chữ lộc, chậu oval, cái này có chữ tài lộc, chậu này hình oval, chậu tầm trung luôn nha. Chậu này thì chậu này là phủ bì là 50 nè, lọt lòng là 45. Phủ bì 50, lọt lòng 45. Chiều còn lại là phủ bì là 39, lọt lòng là 34. Lọt lòng 34 nè. Chiều sâu là cỡ tầm tầm 9 đó nha mà. Chiều sâu chắc tầm 9 đó. 9 đúng không? Chiều sâu là 9, 9 cm. Đây, chậu tầm trung luôn nha. Cái này thì nhà vườn giao lưu là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship luôn. Đây, chậu oval đất nung Bát Tràng. 350k bao ship luôn nha mình. Rồi, hôm nay mình sẽ giao lưu 3 cái mẫu này thôi. Một mẫu kia là 3 cái, 2 cái chữ nhật với lại một cái tròn là 208 bao ship. Còn cái này là 3 cái men xanh. Mỗi cái là 200k bao ship, nếu mình lấy luôn 3 cái là 500k bao ship luôn nha. Còn cái lớn này, tầm trung này là đây. Cái này 50 lần. 350 bao ship. Bao bể vỡ nhà mình luôn nha. Rồi vườn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn.